Xin chào các bạn, ở thời điểm hiện tại, nếu để tìm ra cái tên có thể cạnh tranh với Mac Pro 2018 thì chỉ có hai thương hiệu với hai dòng sản phẩm là Dell XPS 9570 và Surface Book 2. Với nhiều sự nâng cấp cả về thiết kế, cấu hình lẫn tính năng thì dường như Surface Book 2 đang tỏ ra kém cạnh hơn hai đối thủ một chút. Tuy nhiên, với sự tối ưu tuyệt đối của Microsoft dành cho hệ điều hành Windows 10 trên Surface Book 2 chính là chìa khóa giúp người dùng vẫn níu kéo ở lại các thiết bị Surface Book. Kèm theo đó là hệ sinh thái các ứng dụng chuyên nghiệp như là bút Surface Pen, Surface Dial hỗ trợ rất tốt trên màn hình cảm ứng Surface Book 2 đã khiến dân thiết kế đồ họa chiếm cảm tình với thương hiệu Microsoft. Tuy nhiên, Book 3 chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới vẫn cần phải thay đổi, nâng cấp gì để có thể bứt phá so với hai đối thủ là MacBook Pro và Dell XPS. Hãy cùng mình list ra 8 điểm mà theo mình, Microsoft vẫn cần phải thay đổi và trang bị cho Surface Book 3. Cụ thể là gì thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Thời gian ra mắt sẽ là cuối năm 2019. Surface Book 2 ra mắt vào tháng 11 năm 2017 và bán chính thức vào giữa năm 2018. Việc ra mắt cuối năm và bán đầu năm sẽ đem lại cảm giác người dùng sẽ phải mua thiết bị cũ của năm trước. Do đó mà hy vọng là Surface Book 3 sẽ được ra mắt sớm vào giữa năm 2019 và bán ngay trong năm nay, hoặc nếu muốn thì đầu năm 2020 và bán trong năm luôn thì sẽ thuận lợi cho người dùng. Giá bán sẽ được giảm hơn. Giá bán của Surface Book 2 phiên bản 13 inch có giá bán khởi điểm là 1.499 đô la Mỹ và giá khuyến mại chỉ còn 1.299 đô la Mỹ. Trong khi đó thì phiên bản Surface Book 2 15 inch có giá khá cao là 2.299 đô la Mỹ cho phiên bản Core i7, RAM 16GB và SSD 256GB. Với người dùng thích máy nhỏ gọn 13 inch có card rời thì sẽ cần phải bỏ ra 1.799 đô la Mỹ. Mức giá này khiến người dùng ưu tiên phiên bản 13 inch hơn thay vì chọn phiên bản 15 inch. Do đó mình hy vọng chính sách giá của Surface Book 3 Microsoft sẽ điều chỉnh lại sao cho hợp lý hơn. Thế hệ CPU mới Whiskey Lake hay Ice Lake? Bộ vi xử lý 14 nanomet mới nhất của Intel là Whiskey Lake cuối cùng đã ra mắt cho các thiết bị máy tính laptop chạy Windows, hứa hẹn sẽ tăng hiệu năng nhẹ. Nhưng mà chip Intel Ice Lake 10 nanomet nhanh hơn nhiều sẽ xuất hiện vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Do đó mà hy vọng Surface Book 3 sẽ ra mắt cuối năm 2019 thì sẽ được trang bị thế hệ chip Ice Lake 10 nanomet mới. Các đồ họa rời thế hệ mới NVIDIA RTX. Surface Book 2 13,5 inch đi kèm với đồ họa tích hợp Intel trên modem Core i5 và đồ họa NVIDIA GTX 1050 trên modem Core i7. Surface Book 15 inch lại được trang bị cả GTX 1060 mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 1050. Tuy nhiên, NVIDIA cũng đã ra mắt thế hệ GPU mới của hãng là RTX 2080 Ti, 2080 và 2070 cao cấp, cải thiện hiệu năng chơi game lẫn làm video đồ họa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Surface Book 3 không phải là mẫu laptop hướng tới chơi game nhiều, nên khả năng Microsoft sẽ trang bị các biến thể là RTX 2060 và 2050 có năng lực làm việc không thua kém quá nhiều so với các mẫu RTX 2080 và 2070, nhưng lại tốn ít điện năng hơn và giúp thời lượng pin của máy Book 3 tốt hơn. Thêm cổng Thunderbolt 3. Mặc dù Microsoft đã hỗ trợ USB-C cho Surface Pro 3 13,5 inch và 15 inch, nhưng hiện nó không hỗ trợ Thunderbolt 3 cho tốc độ truyền tải nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Hy vọng là Thunderbolt 3 sẽ có trên Book 3. Điều này sẽ giúp Book 3 mở rộng thêm nhiều kết nối ngoại vi khác, cũng như gia tăng sức mạnh GPU với các DGPU hay còn gọi là card đồ họa rời di động. Giảm trọng lượng lẫn kích thước độ dài. Surface Book 3 mỏng hơn và nhẹ hơn so với người tiền nhiệm Book 1 và Book 2. Ví dụ, model 13,5 inch nặng 1,7 kg và dày 2,3 cm. Đây là một trong những laptop 2 trong 1 nặng nhất trong phân khúc cao cấp. Microsoft cần phải thay đổi lại chất liệu cấu thành máy để giảm trọng lượng lẫn cân nặng. Màn hình 5K. Trong khi hai phiên bản Surface Book 2 đều tự hào về một số màn hình sáng nhất và nhiều màu sắc nhất trong phân khúc các máy văn phòng cao cấp, vượt trội cả về chất lượng hiển thị so với MacBook Pro và Dell XPS. Độ phân giải tối đa 3000 x 2000 pixel cho model 13,5 inch và 3240 x 2160 pixel cho model 15 inch. Thêm một tùy chọn màn 5K sẽ giúp Surface Book 3 thực sự vượt trội về chất lượng hình ảnh so với các phiên bản Dell XPS 15 có màn hình 4K và MacBook Pro là 3K. Viền màn hình bezel mỏng hơn. Công bằng mà nói, xu hướng không viền hẹp đã không được Microsoft chạy đua như là MacBook Pro 2018 và Dell XPS.
Surface Book 2 vẫn có phiên bản màn hình khá dày, dường như là Microsoft vẫn muốn Book 2 có viền dày để sử dụng thuận tiện hơn ở chế độ máy tính bảng khi tay sẽ tì vào viền màn hình. Hy vọng là viền màn hình benzen này sẽ mỏng đi để theo kịp trào lưu điện thoại smartphone và laptop tràn viền hiện nay. Kết luận lại với tất cả những điều mong chờ ở trên, hy vọng Microsoft sẽ lắng nghe ý kiến người dùng để Surface Book 3 thực sự là cỗ máy làm việc văn phòng chuyên nghiệp đáng sở hữu nhất hiện nay trong phân khúc laptop cao cấp. Các bạn sẽ mong chờ gì ở Book 3? Hãy để lại ý kiến bình luận ở bên dưới video này nhé!